Rồi, chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Như em đã nói trong video Explorer màu đỏ thì hiện nay toàn bộ thị trường Explorer mới và cũ thật sự đang rất khan xe. Bên em may mắn là mua được vài xe Explorer nhé, cụ thể là 3 xe, 2 xe màu trắng phiên bản 2019 đi cực ít và đi anh. Và một xe 2016 màu đỏ đi ở giá bán của hai mẫu xe Explorer 2019 em đang chào là 2 tỷ 100 triệu đồng, và màu đỏ chúng em bán hơn 1 tỷ 500 một chút nhé, 1 tỷ 575 triệu đồng. Rồi mình sơ qua là vậy. Xe này là xe cá nhân một chủ từ đầu, và toàn bộ là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ nhé. Bên em cam kết không đâm đụng ngập nước và không bổ máy. Có văn bản phạt nguội cụ thể luôn. Thật sự thì như em nói, từ đầu năm 2020 thì 2021 thì cái mẫu xe này do dịch bệnh và nguồn cung xe thì gần như là thị trường Ford xe mới không thể đáp ứng được cái nhu cầu mua xe Explorer, và chúng ta đều phải chờ đặt hàng đến cuối quý 4 2021. Có thể là Ford mới nhá, cũng chưa chắc chắn được gì cả. Phiên bản này thì là phiên bản form 2020 rồi. Chúng ta có thể nhìn ra ngay là nội thất của em nó là nội thất đen, ghế da đen. Xe được trang bị sẵn một bậc lên xuống điện theo xe nhé. Bậc cơ thì giống như cái xe 16 mà em quay. Còn với phiên bản này 2020 thì chúng ta sẽ nâng cấp thêm một chút. Đó, vẫn cruise control, điều khiển đàm thoại rảnh tay. Và với Explorer ấy, nếu các bác tìm hiểu thật kỹ về xe Ford ấy, chúng ta thấy là đây là mẫu xe mặc dù là phiên bản thấp nhất thôi, 2.3 EcoBoost chứ không phải là 3.5 Platinum. Tuy nhiên thì với thị trường Việt Nam thì đây vẫn là một chiếc xe thật sự là quá thoải mái và thừa sức cạnh tranh với Prado hay Land Cruiser. Vì sao lại nói vậy thì vận hành thì em đảm bảo luôn, xe cực đầm, chắc và êm ái, về an toàn. Các bác thấy có xe nào 10 túi khí không ạ? Có cả túi khí ở trên dây đa an toàn. Đó, túi khí trên dây đa an toàn ở đâu thì đây. Đây ạ, túi khí trên dây đa an toàn đây. Hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ ba của Explorer thì là đóng mở cốp điện và chỉnh điện toàn bộ. Đây, một chiếc SUV chiều dài cơ sở cực lớn, và kể cả khi chúng ta có gập ghế nhé, hai cách gập ghế với điện. Đó, thì ok không ạ? Và về sau thì chúng ta sẽ có thêm Ford Everest Titanium. Tuy nhiên thì thường những khách hàng thích chiếc xe gọi là sang và rộng rãi 7 chỗ bệ vệ thì đây là một chiếc xe đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu của anh chị. Và chúng ta phải thông cảm giúp em là thị trường xe Explorer hiện nay rất khan và giá cao. Đó, 2 tỷ 100 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu xem xe trực tiếp, vui lòng liên hệ trực tiếp qua em Hùng, qua hotline đã đính kèm trên màn hình nhé. Bên em cam kết không đâm đụng ngập nước, và quý anh chị cần tư vấn cũng như là xác định cái xe mà mình cần mua trong cái mức tài chính thì có thể alo em để được tư vấn và lựa chọn những chiếc xe hợp lý nhất. Vì bên em thật sự là có rất nhiều xe tầm tiền loanh quanh khoảng 2 đến 3 tỷ thì quá nhiều lựa chọn cho quý anh chị. Rồi, hai xe Explorer nhá, 2 tỷ 100 và một xe Explorer màu đỏ 2016 loanh quanh gần tỷ 6. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.